Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Kênh Việt Tin Nóng xin kính chào các bạn. Hứa Minh Đạt và dàn sao Việt lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh trước lùm xùm với bà Phương Hằng. Trong khi phía bà Phương Hằng liên tục có động thái công kích nam danh hài Hoài Linh, Hứa Minh Đạt và nhiều sao Việt đã lên tiếng bênh vực cho đàn anh. Trong những ngày qua, mặc dù phải hứng chịu không ít lời lẽ khó nghe trên sóng livestream của vợ Dũng Lò Vôi, thế nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn luôn im lặng và không có động thái đáp trả. Trước tình thế đó, Hứa Minh Đạt đã lên tiếng để bênh vực nam danh hài. Vào chiều ngày 9 tháng 5, chồng Lâm Vĩ Dạ đã đăng một bức ảnh bên nghệ sĩ Hoài Linh lên trang cá nhân và ghi chú rằng chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến đàn em nể phục, đó là anh tôi, là thần tượng của tôi. Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, hay là những trang mạng ảo, tôi vẫn là tôi và anh vẫn sẽ mãi mãi là thần tượng. Tôi là công dân và lao động bằng trí tuệ và sức lực của mình, tôi có quyền lên tiếng để bảo vệ chính kiến của mình. Ngay sau khi Hứa Minh Đạt lên tiếng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng thể hiện sự đồng tình và tán dương hành động này của ông xã Lâm Vĩ Dạ. Ngoài ra, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng Hoài Linh là một người vô cùng tài năng, anh cũng rất ngưỡng mộ nam danh hài và sẽ luôn tin yêu, mến mộ Hoài Linh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.